Dạ thưa sư, khi đạt đến Niết Bàn rồi thì sẽ làm gì tiếp ạ? Liệu có thể làm gì đó để có ích cho chúng sinh khác không? Khi mà mình chưa có đạt được cảnh giới Niết Bàn, mình còn ảo tưởng nhiều thứ. Nhưng mà khi mình biết Niết Bàn là cái gì rồi đó, mình không còn ảo tưởng nữa. Cho nên bây giờ quý vị chưa biết Niết Bàn là gì, quý vị còn ảo tưởng nhiều thứ. Nhưng khi quý vị biết Niết Bàn là gì rồi là quý vị hết ảo tưởng. Bồ Tát khi mà Ngài chưa thành đạo quả thì Ngài vẫn có cái chí nguyện lớn là độ hết chúng sanh. Nhưng mà khi Ngài đắc thành đạo quả rồi thì Ngài biết là những chúng sanh nào là Ngài có thể độ và những chúng sanh nào là vô duyên. Cho nên sau khi đầy đủ nhân duyên thì Ngài độ sanh, rồi đầy đủ nhân duyên Ngài chuyển pháp luân, đầy đủ nhân duyên Ngài tiếp nhận đệ tử mở rộng tăng đoàn, và đầy đủ nhân duyên Ngài nhập Niết Bàn. Sau đó Ngài chấm dứt, không còn quay trở lại đời này nữa. Còn quý vị muốn biết như thế nào thì hãy tu tập. Khi mình đặt tới đó rồi đó, mình sẽ hiểu. Còn bây giờ mình nói thì mình chỉ cái kiểu giống như con nít mà chưa hiểu chuyện, rồi mình tưởng tượng thôi. Nói nó hơi kỳ, nhưng mà thực tế bản thân sư cũng là con nít thôi. Trong các con mắt của Bậc Thánh mình chỉ là con nít. Bởi vì mình chưa biết Niết Bàn là gì. Thành ra những cái mình suy luận nó mang tính chất ảo tưởng là nhiều. Do đó, thay vì mình suy nghĩ vẩn vơ như vậy, hãy tu tập. Khi quý vị đạt được Niết Bàn rồi đó, quý vị muốn độ sanh thì cứ độ sanh nha. Xin nói nó hơi nghịch với giáo lý mà nguyên thủy, nhưng mà nó cũng không nghịch đâu. Đó là nếu quý vị muốn chứng đắc đạo quả rồi mà vẫn tiếp tục luân hồi để độ sanh thì cứ tiếp tục tu, không sao hết. Cứ tu, khi nào quý vị chứng đắc đạo quả rồi, sau đó đó muốn độ sanh thì cứ độ sanh, mà muốn niết bàn thì cứ niết bàn, không ai cấm cản. Tự quý vị khi đó sẽ biết phải làm gì ha. Cho nên thì có chí nguyện thì cứ chí nguyện, không sao hết, cứ tu. Muốn chứng đắc đạo quả rồi vẫn luân hồi vẫn độ sanh thì cứ cứ ha chứng đắc đi rồi tính tiếp. Sau đó quý vị sẽ biết cần phải làm gì. Muốn luân hồi thì cứ luân hồi, mà muốn niết bàn thì cứ niết bàn. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa đây đó, kính thưa quý vị, sự cái câu hỏi này quý vị, cái câu hỏi này khi mà nói đạt Niết Bàn sẽ làm gì tiếp ạ? Thì nếu quý vị có nghiên cứu tồn tại kinh điển Pali thưa quý vị, thì thấy đó những cái vị mà thánh thưa quý vị, khi mà đạt đến trạng thái Niết Bàn thưa quý vị, hay là mà gọi là trạng thái mà Chánh Niết Bàn còn gọi trạng thái vô tham vô sân vô si đó vị, hay còn gọi là A-la-hán thưa vị, các ngài đều cảm thán là cái gì? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, đúng không? Và đời này đời sau sẽ không có trở lại đi nữa. Thì vốn dĩ thưa vị, vốn dĩ cái đặc tính đó. Nếu mà nói về Niết Bàn đó, thì có hai loại là hữu dương Niết Bàn, vô dương Niết Bàn. Thì ngay cả cái việc á mà dù hữu dư niết bàn hay vô dư niết bàn, thì dư niết bàn đi nữa thì việc thì cái bản chất niết bàn đã đem lợi ích đó, để lợi ích nó không có nghĩa là không có thể đo lường được, không có dùng bút mực nào ngôn từ nào để dạng diễn tả hết thôi, được những cái lợi ích mà đem cho chúng sanh khác thưa vị. Bởi vì sao? Bởi vì nếu quý vị hiểu được cái gì là tam bảo, cái gì là ân đức nè, Phật bảo nè, ân đức pháp bảo, ân đức tăng bảo, thì quý vị sẽ hiểu được ba căn đức cao quý này nha. Đó. Nó đem lại á, cho chúng sanh đó, nó rộng hơn là đem lại cho chư thiên và loài người thưa quý vị. Lợi ích của chư thiên cho thì chư thiên và loài người đó, mà trong ba thời, nó quá khứ hiện tại vị lai đó.
thì vốn dĩ quý vị sẽ hiểu được á, quý vị sẽ hiểu được là cái việc mà các ngài mà chứng đắc á, là mặc dù là hữu duyên niết bàn hay là vô duyên niết bàn cũng vậy, vậy đúng không, cái lợi ích nó nhiều đến chừng nào. Cho nên là nói về cái lợi ích của Đức Phật hay là các đệ tử ngài, là các chư thánh tăng, lúc còn tại thế thì các ngài còn hữu duyên niết bàn hay là các ngài không còn nữa thì cái ngày vô duyên niết bàn, thì cái lợi ích đó không sao tả xiết được, tại vì nó vốn dĩ nó mang lợi ích ngay trong hiện tại, trong ngày thời ngày tại thế, đúng không, nó đem lợi ích đó, ngay cái cả ba thời quá khứ hiện tại và thậm chí vị lai. Vị lai là mình bây giờ, thế vị và những và vị lai không phải chỉ mình bây giờ mà những cái đời những cái sau nữa. Một khi ngày nào mà giáo pháp còn tồn tại, Tam Bảo người ta còn biết Tam Bảo, thì ngày đó còn có lợi ích đó. Còn nói về lợi ích đó, gọi nói là liệu có thể làm gì để có lợi ích chúng sinh khác đó, thì cái lợi ích đó là nó không thể nào tả được rồi đó. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì chỉ có một cái lời nhắn gửi quý vị thôi, là để mình hiểu được câu này nè, cái việc đơn giản thôi, quý vị chỉ cần nghiên cứu kỹ cho sư là Tam Bảo là gì, ha, Tam Bảo là gì và chín ân đức Phật là gì, sáu ân đức Pháp là gì và chín ân đức Tăng là gì, thì vị sẽ tự cho mình đó, trả lời đó, cho mình đó, được cái câu hỏi này. Và sư cũng gửi thêm cái tài liệu nha, tài liệu của ngài Tỳ Kheo Hộ Pháp đó, bộ nền tảng Phật pháp đó. Đó, quý vị chịu khó đọc quý vị sẽ trả lời được thôi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.